Nhắm đôi mắt lại, em đã thấy gì? Anh không nghĩ là tụi mình cùng chỉ đáy thi. Ở người ấy là và tờ giấy màu. Chẳng nhìn đến nhau cũng là vì người đến sau. Anh không phải là người tồi tệ, không phải chỉ đỡ bên em. Anh không thích xem nô lệ. Bộ phim mà em đang đóng nó cũng chỉ là tạm thời. Em kể ra những lý do, anh im lặng như cạn lời. Rồi tới ngày em bảo em đi, em bỏ hết. Em như thợ săn nhưng em bắn con thỏ chết. Một ngày anh đều phải nghĩ là làm cách nào để gần nhau. Nhưng mà không, nó chỉ làm cho mình đau.